turn right. The destination is on your left. Hiện tại là Ngọc đang đứng ở một cái tiệm bánh mì rất là nổi tiếng Lee Sandwich của California của mình. Từ khách sạn của Ngọc chạy xe xuống cỡ khoảng 23 phút lái xe. Thấy vòng vòng ở đây có cái tiệm này nên chạy xuống để mua ổ bánh mì ăn. Bánh mì ở đây nghe nói bánh mì ở đây ngon lắm, với lại cà phê ở đây cũng rất là ngon. Nên là mua bánh mì với cà phê ăn sáng. Mua thêm mấy cái gỏi cuốn rồi cái đại ổ bánh mì cho chồng Ngọc nữa. Ôi trời ơi, diễn viên tình yêu của tôi. Diễn viên của tôi ơi. Diễn viên. Ông bà cô chú coi diễn viên mặc đồ nè. Diễn viên còn đeo dây nịt nữa hay gì vậy? Ôi cha ơi, diễn viên. Coi. Trời, nó có gì không coi. Nó có tỉnh, quá đứng xa xa ra coi. Đứng xa xa nó coi. Quay quay một vòng. Có cần chùi lan chỗ nào không? Chùi cần chùi chỗ này. Bốc lên phim ông bà cô chú đang chèo phim coi đó. Bốc lên phim này các ông bà cô chú coi nhau. Ngày ở ngoài trời luôn nên là không thể nào thiếu kem chống nắng. Kem chống nắng B&Y của Hàn Quốc mọi người. I put some on my face too. No, nighttime is when we're gonna go explore. Chống nắng là phải làm mấy lần nó mới che kỹ. Ngoài nắng không luôn á. Rồi ok, bây giờ sẽ có một chiếc xe bus để chở mình đi tới cái Universal, cái chỗ mà để quay phim ông bà cô chú. Hi, how you doing? Yes, please, thank you. Để dưới đây nè. Okay, JD, this is here. Right here. Ngồi đây. Mà cảm giác là sao? Cảm giác là sao? Vui à? Rồi bây giờ Ngọc đã vô tới bên trong của cái chỗ mà đóng phim rồi mọi người. Tất cả những cái chỗ này nè, giống như là trường quay người ta dựng để bắt đầu quay như tất cả những cái bộ phim Hollywood đó mọi người. Đây là những cái trường tiểu học rồi này kia nè, mọi người coi người ta đóng phim á, cái cảnh trong phim á là toàn là mấy cái này không nè. Wow, đây là trường quay của Hollywood luôn á mọi người. Những tất cả những bộ phim mới của Hollywood. Đây nè, đó, những cái tòa nhà này nè, đó là cũng đóng phim, đóng đồ là người ta có những cái này hết luôn. Nhưng hay quá ha. Còn mọi người vô đây Ngọc nghĩ là mọi người đi tham quan á, đi tham quan trường quay đồ này kia nọ. Wow, hay thiệt cái hả, người ta dựng lên nguyên một cái khu luôn. Đi vô tới đây á là xe bus phải đứng ở ngoài để làm giấy tờ thủ tục để xe được đi vô, có nửa tiếng ngồi mới được vô á. Từ khách sạn đi tới đây là khoảng 15 phút. Wow, đây là lần đầu tiên trải nghiệm cái này, hay với mọi người, quay cho mọi người coi cái này hay nè. Chứ thường thường thì đâu bao giờ mình vô mình quay mấy cái trường quay của Hollywood này để làm gì. Rồi ok, đoàn làm phim của mình bước xuống. Chơi đâu rồi? Chơi tình yêu đâu rồi? Đi xuống chơi bạn nào phải không? Ok. Oh, no, this way. Ok. Đây, có lều rồi cho mình ngồi đây mình đợi. Đây, tất cả những cái khung cảnh này là toàn những khung cảnh trong phim không có mọi người. À, quay nay quay ngoài trời, hồi bữa là quay ở trong trong nhà ha. Nhưng mà hôm nay là quay ngoài trời. Cái này gọi là Universal Studio. Đó. À, tất cả mọi người bước vô đây. À, chồng ông kìa. Em chơi chơi với bạn rồi đi xuống làm sao với bạn ở trong nhà đó. Wow, ở đằng đây là có cảnh núi non đồ hang. Đây là những ngôi nhà đây, chắc mấy chỗ mà bán phim đùng mình chéo là mấy chỗ này đây chứ gì nữa. À, chỗ bán quán cà phê hay là những cái chỗ công viên đứng nói chuyện với nhau quay trên phim rồi á hả. Trời, Ngọc đứng này Ngọc có thể tưởng tượng ra tất cả những cái gì có thể diễn ra trong phim mà mình đã coi luôn á. Rồi thí dụ như cái chỗ nhà thờ như đó, nhìn giống nhà thờ nè trong phim phải không. Rồi những cái chỗ góc đi bộ, góc nói chuyện, rồi những cái tòa nhà có những chiếc xe đạp nằm ở ngoài á, những cái căn nhà mà mọi người ở. Rồi ôi wow, Ngọc đứng đây Ngọc nổi da gà mọi người. Tất cả những diễn viên Hollywood đã đều có mặt ở đây hết trơn.
để quay những cái bộ phim. Nổi da gà thiệt cái chứ. Một cái khuôn viên này rất là rộng lớn luôn nha mọi người. Ở đây nè, cũng có mấy cái nhà ha. Quýt lộn mất xuống mình chéo á. Còn cái này là những cái thiết bị để người ta làm quay phim nè. Còn đây là một cái công viên ha, ví dụ cái cảnh hai diễn viên đi ngay một cái công viên nói chuyện với nhau là ngay cảnh này. Vui chứ. Oh, what's me? Okay, thank you. Yes. Tại vì vô đây á, là mình phải đưa cho người ta coi cái giấy chứng minh của mình. Rồi bây giờ chị này chỉ coi lấy thu thập hết rồi bây giờ chị trả lại cho mình. Cũng vì cái giấy chứng minh nhân dân này mà hồi bữa xém chút Ngọc trễ cái chuyến bay nè. Tại vì Ngọc đi á, là Ngọc bỏ vô cái giỏ Ngọc tưởng Ngọc đem theo rồi. Mà cuối cùng là đi tới sân bay là Ngọc quên đem theo. Ngọc phải để chồng Ngọc với Chay đi vô trước rồi Ngọc đi ra bắt Uber chạy thẳng về nhà. Trong vòng một nút nhạc quay thẳng về lại là chuẩn bị còn 1-2 phút nữa là máy bay đóng cửa đó là Ngọc đó. Hết hồn luôn chứ bộ. Hồi bữa mọi người thấy Ngọc hối hả đi qua lên máy bay đó là do để quên cái ID này nè. Nếu mà không có cái ID này là không vô đây được. Khổ vậy đó. Đi có tờ vé, cái vé này là vé để đi vô nè. Visitor, guest pass nè. Có tên của từng người hết. Nguyên nè, Jay Hoyer nè, Ngọc Hoyer nè. Ha. Rồi bây giờ ông bà cô chú coi diễn viên đi nè. Ông bà cô chú ơi, nói diễn viên là nói chọc thôi nha, chứ không phải là nói thiệt nha. Nên là ông bà cô chú coi cái này để coi cho vui thôi, chứ đừng có nói nó nói con nó diễn viên đồ này chưa khách nổ không tội nghiệp em lắm nha. Em lại mưa giỡn vậy đó. Diễn viên giờ đứng là cái gốc cây để đứng nói chuyện. Bộ phim này có lý nè. Khi mà đứng ngoài trời nói chuyện rồi này kia nè. Cái dàn liều ngoài đây là dàn liều chắc máy móc đồ này kia quay đồ chứ gì. Đó ở đó cũng có dựng một cái màn hình đó là ba mẹ phụ huynh có thể coi cái cảnh của con mình làm á. Nó dựng hết trơn á. Chà mấy cái cục này để cho cái này nó đừng có bay, tại vì nãy giờ gió quá. Để dựng xuống nó đừng có bay. Được về cho ngoại bà ngoại coi nha. Cháu ngoại chuyến này đi Cali không có ông ngoại, bà ngoại đi theo để coi cảnh có view đẹp ghê không bà cô chú ha. Rừng núi giang tay. Cái chị này là cái chị vừa viết ra kịch bản cho cái bộ phim tất cả những bộ phim từ nào giờ nè ông bà cô chú nè. Chị viết kịch bản á. Chay nói chung cái bộ phim này là giống như cảnh sát mà cảnh sát nhí vậy đó, đi bắt đi bắt mấy con chó rồi. Nhưng mà bộ phim này là người ta trước khi ấy là người ta kêu mình là phải mặc áo mặc đồ rồi gần quần jean quần đồ với cái áo rồi này kia nọ vậy đó. Rồi bây giờ con quay phim của con, mẹ quay phim của mẹ. Chay nó đang đứng ở đằng kia quay thì Ngọc chạy lên đây để Ngọc coi vòng vòng ở trong chỗ này như thế nào để Ngọc đi Ngọc quay Ngọc review cho mọi người cùng xem. Mấy chú đó chuẩn bị mấy cái GoPro á để là đi vòng của. Quên mở này đi, đâu quên đóng lại nữa. Rồi, đi vô chỗ này là cái chỗ mà căng tin là người ta bán đồ ăn đồ đó. Vòng vòng cái khu này ha, những cái dây, những cái đồ ha. Rồi wow, daddy quay, record. Những cái cây cần cẩu, cần đồ này kia để máy quay lên xuống ha, để quay phim ha. Ở ngoài kia có một cái nhà nghỉ. Ở ngoài kia có những cái nhà nghỉ thì Ngọc nghĩ là những cái giờ nghỉ đồ này kia là diễn viên vô trong đó nghỉ ngơi. Rồi ok, cho mọi người coi thử coi vòng vòng cái khu phim trường của Hollywood sẽ có những gì. Ngọc rất là háo hức để quay để review cho mọi người cùng xem. Tại vì Ngọc cũng chưa bao giờ biết. Đây là nhà vệ sinh nha. Đây là nhà vô nè. Giờ ra chỗ này là chỗ mà bán đồ ăn thức uống. Để cho lỡ mà đói bụng đồ này kia là kiếm gì ăn. Cũng có pizza, bánh hamburger đồ này kia vậy đó. Là mua chỗ mua đồ ăn ở đây đây. Là tất cả những cô chú anh chị trong đồng làm thuê ăn uống rau xà lách, bánh mì, bánh đồ này kia là có cái này hết. Hàng lại order ở đây. Có kem đồ nữa. Chút nữa mua cho chị ăn. Rồi bây giờ bắt đầu quay phim rồi đó ông bà cô chú. Chay đang ngồi ngay chỗ gần cái thùng rác màu vàng kìa. Cảnh rồi giấy bay đồ kia. Ý là xả rác xả đồ này kia để chút nữa chay lại dọn lại la đã giống gì chứ. Chú này là ba của Sophie nè. Ba của Sophie đã đem theo máy quay phim rồi này kia theo sát con cái từng ly từng xí hết trơn. Ông
cô chú ơi, cảnh sát giờ lên xe đi dí tội phạm nè, ông bà cô chú nè, đó, ra dĩ à. Rồi, chị chay ngồi kế bên, để bạn dí phái, à, dí tội phạm á. Xe chạy dí. Rồi, diễn viên nãy giờ xong, bây giờ đói bụng quá, giờ ăn nè, ông bà cô chú ơi. The chips are here, I saved them for you. Bây giờ thì cả gia đình đi xuống đây để một cái quán ăn này, Ngọc cũng được một cái chị giới thiệu, gọi là NBC Seafood Restaurant. Trong đây thì người ta bán điểm sắm, chị giới thiệu bán điểm sắm rất là ngon. Mà từ Ngọc á, là Ngọc chạy xuống đây là cỡ khoảng hồi nãy là một tiếng đồng hồ á, mà kẹt xe quá trời luôn. À, tính đi chạy xuống cái chỗ Lido Sài Gòn của mình mà Ngọc coi cái thời gian chạy một tiếng 45 phút. Mà mọi người biết một tiếng 45 phút mà đi bên đây là đi đường, mà đi đường cao tốc á, phải chạy với vận tốc là 70 cho tới 80, 90 km/h mà đi 2 tiếng đồng hồ thì mọi người thấy xa tới mức độ nào. Mà Ngọc chạy cho nên xa quá, không có còn thời gian. Bây giờ là hả 6-7 giờ rồi, về nhà còn ấy còn ngủ rồi này kia để ngày mai nó dậy nó đi ấy rồi chị. Đó nên là thôi mình có cái tiệm này cũng ok nè. Ghé đây nè, ghé đang ghé nè mọi người coi nè, mọi người ghê không, giống như cái sảnh bán đồ bán đám gì đó, chỗ đám đám cưới người ta vậy. Đây hả, chồng Ngọc đây. Hello everybody, it's the Chuck Fan. À, hôm nay là đi chung với cả nhà nữa, có lại có bà Sophie với lại ba Sophie nữa. À, tại vì Sophie thích chơi chay quá, cái Ngọc nói thôi rủ chú đi luôn, mà có vợ chú nữa, mà vợ chú với lại con trai nó ngủ rồi, nên là hả là chú với lại Sophie đi thôi. Đây nè hai đứa đó nè, bà cô chú nè, đó là có ba Sophie. À, đây nè, đó, Sophie đó. Ba Sophie là hiện tại là luật sư ở bên tiểu bang San Jose, California. Món đầu tiên Ngọc kêu ra, vô đây Ngọc tính kêu nửa con heo quay sữa, nghe nói đây ngon lắm. À, tại nó hết heo quay sữa rồi, người ta nói Ngọc order con heo, cái heo quay này đi. Thì Ngọc order thử thì anh ta nói này cũng giòn, cũng đồ lắm, đó, ăn thử ha. Ở trong đây là có cái gì đó này giống như là rong biển với lại cái gì ta, cái da hay là cái gì á, không biết nữa. Hình như cái nước sốt này nè là để chấm nè. Thôi mọi người, cái micro này nữa mọi người. Hồi nãy Ngọc mới vừa nói được, cái giờ tự nhiên cái tới khúc này cái nói không được nữa. Không biết cái gì bị gì nữa. Bây giờ Ngọc ăn thử cái thịt heo quay này nha mọi người nha. Cái miếng thịt thì hả, nó rất là mềm nè, nó mọng nước nè. Rồi cái miếng da ở ngoài thì nó cực kỳ giòn luôn mọi người. Ăn nó nghe cà rột vậy mà ướt gì, cái micro nó mở lên mọi người nghe cà rột đã lắm. Ở một miếng thịt ở bên trong, một nghĩ cái phần này người ta quay cái phần này nó là phần ngon nhất của con heo luôn á. Nên là cái miếng thịt nó ngon dữ lắm, nó thơm. Mà giòn, mà béo, mà không có béo quá ha, mà nó mềm. Quá trời đã cái phần thịt này luôn. Phải chi mà Ngọc ước gì mà người ta còn có con heo sữa quay mà nó có cái da của nó còn mỏng á, chứ còn giòn hơn nữa. Chồng mà bên vừa ăn, anh vừa nói chuyện với lại cái chú đó. Nói chung là làm bạn với của chú rất là vui. Hai đứa cha con nó thích nhau á. Mình làm bạn chung, mình đi chơi chung. Mình cũng châu Á rồi này kia, đồ ăn cũng giống nhau, cũng dễ nói chuyện. Cũng giống như châu Á mình thì cái culture, cái văn hóa thì cũng giống giống nha vậy đó. Rồi bây giờ người ta sẽ đem ra cái món là vịt quay Bắc Kinh. Đây này là người ta Ngọc mua một con vịt nhưng mà nó làm ra thành hai món. Thì vịt quay Bắc Kinh xong rồi cái tiếp theo là người ta đem ra cái món vịt người ta sắc ra nhỏ xong chung với lại cái củ sắn hay gì ấy. Chút nữa người ta đem ra mọi người coi. Mà cái vịt quay Bắc Kinh này là người ta lót ở có thêm cái giống như bánh phồng thơm đồ của mình nữa. Ngọc là ngày mai là Ngọc quyết tâm rồi đó. Ngọc tới chuyến đi này chắc không xài cái micro này quá. Cái micro này kỳ cục quá thì thôi á. Để xài cái micro khác. Bởi mọi người thấy không? Làm video mà hên có chức năng để nói vô vậy á. Chứ còn không có chức năng nói á. Mà cái hả ấy quay có khi quên bấm quay nữa. Có khi cái video cứ đó không có cái video luôn thấy không? Đó, Sophie với lại chay. Sophie thì lớn ăn chay 1 tuổi. Sinh năm 2016. Chay sang 2017. Đang ăn chay rồi đâu khoái ăn da vịt lắm nha. Mà giờ không khoái ăn da nữa. Chỉ khoái ăn thịt vịt thôi à. Đó, coi ăn kìa. Ngồi kế có bạn rồi này kia ăn rồi kia cũng nghiêm chỉnh lắm rồi. À, mọi người coi miếng vịt quay nè, nó rất là mỏng nha mà rất là giòn luôn. Ăn chấm chung với lại cái tương ăn phở á. Là mọi Ngọc nghe hồi bữa Ngọc đi ăn phở mà không có cái chai tương ớt sriracha. Rồi Ngọc nghe nói dạo này cái chai đó bây giờ thật thiếu ớt hay thiếu gì mà người ta sản xuất thiếu á. Nên là bây giờ hồi xưa là có 6-7 đồng hay 5-6 đồng diện chai mà bây giờ lên tới 20 mấy đồng một chai luôn. Rồi có chị kia chỉ nói có khi nó lên tới 70 đồng một chai luôn, là cả 1,5 triệu một chai á. Bây giờ đó là hồi xưa là có tiền Việt Nam cỡ chừng khoảng 150,000. Giờ lên tới 600,000 chai tương ớt rồi đó coi. Ngộ quá ha, Ngọc thì cả năm Ngọc ăn chưa hết chai tương ớt nữa. Chừng nào có ăn phở thì Ngọc mới bỏ vô thôi, chứ mọi người thấy không, ở nhà ít ăn cái tương ớt sriracha đó lắm. Mà nghe nó hết đó, khan hiếm gì cũng ngộ ha.
do hết ớt hết đồ gì đó, Ngọc đang ngồi chia sẻ cái video clip đó đó. Ủa cái gì cái tương ớt đó đó. Mi micro mở đàng hoàng, có đèn màu xanh nào đàng hoàng hay không, nó không nghe gì hết trơn. Đây nè, đây là cái miếng mà nó nằm trên cái dĩa mà thịt heo quay hồi nãy nè. Mà không biết món gì mà ăn vô nó sực sực, nó cũng giòn giòn, ngộ lắm. Mà heo quay á, nãy trên dĩa heo quay người ta có bỏ thêm cái rong biển nữa, hình như ăn cho nó đỡ ngán là sao mọi người. Giờ Ngọc xin ra dĩa cơm trắng, để bây giờ Ngọc múc miếng cơm trắng cho chay nó ăn. Đòi ăn cơm trắng ông bà cô chú thấy không, đi đâu cũng vậy, quá trời đồ ăn mà không chịu ăn gì, chỉ đòi cho mẹ, mẹ cũng muốn ăn chiếc cơm trắng, ăn cơm không thôi. Cái nước tương mà trước mặt của mọi người á, nó không có giống nước tương của Việt Nam mình, nước tương của người Hoa. Nên là ăn nó cũng khó ăn lắm, nên nó cũng không chịu ăn nước tương đó. Chú này đang ngồi lấy hình mà Sophie nó mới chụp ra cho cả nhà coi. Rồi chú cho khoe cái video mà nó mới vừa đi thi piano, nó thắng giải nhì. Thương lắm, thương con, cưng con dữ lắm. Hôm nay cái bàn ăn này là Ngọc kêu ra nhiều món rồi nha. Thịt heo quay nè, rồi chút nữa có ra cải xào nè, rồi thêm vịt quay làm hai món nè, rồi thêm tôm hùm xào, cái kiểu mà cái chị kia hồi bữa chị giới thiệu cho Ngọc ở trong đây, cái quán cái tôm hùm xào một kiểu cái house special đó. Chút nữa cái tôm hùm cũng ra, rồi còn thêm cái bò lúc lắc ấy cho chồng Ngọc nữa. Bây giờ cái món thứ hai của món vịt quay này ra nè, đó người ta bầm vịt quay ha, cái xong với củ sắn, cái người ta cho mình kẹp chung với lại cái bắp lá cải này nè. Ăn vô nó giòn cũng ngon lắm mọi người. Đó, anh này anh bưng ra cho mình ha, đó mọi người thấy không, có thêm cái cũng ăn chung với tương ăn phở nữa đó. Cái đó mấy củ đó là củ sắn đó, rồi thịt vịt nè đó, đơn giản nha, đơn giản nhanh gọn lẹ đó. Giờ Ngọc cuốn vô nè, thấy không, ăn cái này thì ở ngoài á cái cải của nó rất là giòn, ở trong thì nó hơi mặn mặn, rồi có thịt, rồi có cái củ sắn á, nó cũng làm giòn giòn nữa. Cái dĩa này ăn là Ngọc thấy không có ngán nè. Giờ anh đem ra theo cái dĩa tôm hùm xào, cái này không biết xào gì nữa. Cái này là đó mọi người thấy không. Ngọc thấy là nó đã màu đen hơn những cái dĩa khác, là tại vì Ngọc nghĩ là người ta xào chung với lại cái gọi là tiêu á, giống như là sốt tiêu đen vậy. Cái kiểu này giống sốt tiêu đen nha. Chồng Ngọc rất là thích, mà người ta mới xào ra hang nó nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn luôn. Ngọc nghĩ là trong cái dĩa này chắc có mấy con tôm hùm ta, chắc, chắc có một con, nhưng mà cái size của nó bự á, nên là làm thịt ra cho chồng Ngọc anh thử trước. Còn sao ảnh thì ảnh chỉ ăn cái thịt cái phần đuôi thôi, chứ còn mấy cái phần mà càn hay đồ này kia thì không ăn, nên là ảnh kiếm cái phần đuôi ảnh ăn thử. Ngọc nói đây nè đó, Ngọc chỉ anh đó, ý là Ngọc chỉ đó. Đó bắt đầu là ảnh lấy cái đầu tiên ra, mọi người nhìn cái màu là có thấy cũng hấp dẫn rồi ha. Nhìn cái màu á, người ta cứ ướp bột, miếng bột trước á, nên người ta chiên, người ta xào, người ta chiên đồ lên, nó sốt nó dính lên nó ngon lắm. Ảnh khen đó, thấy không, ảnh khen cái sốt nó ngon. Cái vị thơm, rất là thơm cái vị của tiêu đen. Chú này chú xin cái gì đó, nước đá để chú uống chung với nước ngọt. Cái Ngọc lấy thử miếng, Ngọc ăn thử coi làm sao. Ngọc xoay cái bàn qua, cái bàn này tiện lắm, xoay qua cái Ngọc mời chú ăn. Bây giờ tới Ngọc thử nè. Ngọc lấy một cái thịt ở dưới ngay cái đuôi ha. Ngọc thử trước, xin mời tất cả mọi người ăn dùng thử nha. Thịt thì rất là tươi nha. Rồi ở bên ngoài nó mặn mặn, nó thơm thơm mùi tiêu đen, mà nó không có rong, nó cay, cái kiểu mà cay hổn, nó cay nhẹ nhàng, nó cay một cách đầm thắm mang. Mà cái vị sauce đồ này kia nó khác với tất cả những cái vị mà tôm hùm xào hình gần từ nào tới giờ Ngọc ăn. Nó lạ cái đó đó. Cái kiểu này hay nè, sau này về bắt chước làm kiểu khác chứ, bữa giờ ăn là cái tôm hùm xào hình gần. Rồi hả, tôm hùm gì nữa, Ngọc ơi, làm món gì mà nó tiêu vậy? Hình như làm có một cái tôm hùm xào hình gần thấy đâu, làm món gì nữa đâu. Cha, sau này là sẽ học cái món mới, nghiên cứu thêm xào cái kiểu khác, chứ có ăn có một cái ăn hoài cũng mệt, cũng cho cái nó đổi vị độ chút xíu không. Ăn cái này là phải múc thêm miếng cơm trắng nữa, múc miếng cơm trắng nữa ăn cho nó hòa quyện vào nhau mới ngon. Ngọc lấy thêm cái phần này, nó nằm ở trên cái phần đầu của con tôm hùm á, cái phần này vậy chứ hả, ngon. Biết sao nước sốt dính vô nhiều, mọi người thấy không? Rồi, mọi người thấy cái màu không, mọi người đã nhìn hấp dẫn rồi. Phải ăn cái vỏ ở ngoài đó mới thấy thấm được cái vị của nó, mà nó còn nóng lắm nha mọi người nha. Người ta chừa chiên xong, làm xong đem ra, nóng hổi luôn, ăn đã lắm. Cảm ơn chị rất là nhiều đã giới thiệu cho em cái nhà hàng này để tới em thử. Nhưng mà có cái buổi tối người ta cũng bán điểm sắm, chứ nhà hàng này mà ban ngày bán điểm sắm.
Cái tới trưa tới chiều thì người ta ngừng bán rồi chứ không mấy kêu thử cái chân gà ra ăn thử coi sao. Cái chú đi chung với Ngọc á, chú nói là hả ở bên miền Bắc Cali cũng có một cái nhà hàng y chang vậy á, nhưng mà cái này hình như là cái này lớn nè. Trời ơi nguyên cái sảnh mọi người thấy em làm tổ chức được chắc cả mấy chục bàn đám cưới luôn á. Ăn thêm miếng nữa nè. Đó, này là nguyên một cái cục thịt nè ha, bự chả bá lửa nè. Ăn vô nè, cắn nè. Lấy cục thịt ra nè, đó lấy ra nó ra hết luôn mọi người thấy không, liếm một miếng nước sốt nè, quá tuyệt vời luôn mọi người. Thấy Ngọc, thấy Ngọc đưa một ngón tay lên là mọi người biết rồi đó. Cái thịt nó ngọt ha, mà nó giống như nó giòn kiểu mà hải sản tươi á. Đó, cái này là thịt bò xào giống như thịt bò xào tiêu vậy đó, còn cái này là giống như chang như có bánh phở xào bíp xào phần á, bánh phở xào thịt bò để cho Sophie phì ăn. Sophie thích này. Đây ăn cơm trắng không ăn bằng luôn chú. Đây là dĩa rau xào cải thì xào chung với lại tỏi. Rồi về tới nhà xong Ngọc mới về tắm xong. Ngọc thích cái khách sạn này chỗ mọi người. Cái bồn tắm này nè. Cái giò nước từ trên xịt xuống hả? Nó mạnh một cách cực kỳ luôn. Trời ơi, nó tạo cho mình cảm giác giống như là nước nó đang nhiễu xuống người mình mà nó mạch xa cho người mình mà nước chảy xuống rất là mạnh luôn, cực kỳ đã luôn. Tạo cho mình cảm giác là rất là thích tắm và đứng ở trong đó tắm. Ngọc yêu cái giò nước này quá, quá trời tuyệt vời luôn. À, cả ngày đi từ hồi 9:30 sáng cho tới về tới nhà là về tới khách sạn chứ không ở nhà, về tới khách sạn là 7:30 tối. Đó, cái xong bây giờ tắm rửa rồi này kia xong rồi chay với ba chay đang đọc sách ở ngoài đó đó. Để ra thử coi cho con làm gì. Quên nhắc với mọi người nữa, đây là cái sản phẩm mà Ngọc đem theo. Ngọc đem theo để Ngọc xài dưỡng da cho ban ngày với ban đêm ha. Là mọi người thấy Ngọc có nè, nhiều serum được chiết xuất từ nhiều hoa ngày Tây nè, căng bóng da, trắng sáng da. Đó, dưỡng da cho mình nè, cung cấp thêm collagen với vitamin cho mình ha. Rồi đây là cái hũ nè, cái amoxicillin nè, đó, xài được sáng tối luôn ha. Rồi cái này Ngọc có đem theo viên uống trắng da nè, kem truyền trắng nâng tông nè, rồi thêm mấy chai chống nắng nè, đó, chống nắng ở bên bên Ngọc nè, đó, chống nắng phải SPF 50 BA cộng 4 cộng nha, cũng có Hàn Quốc luôn á. Nằm bên đây là cái hũ sữa rửa mặt sữa bọt thải độc. Sữa rửa mặt Bonilas. Cả nhà mình, mấy chị, mấy bạn, mấy em ai mà đang muốn thử sử dụng cái chai này ở bên Mỹ Ngọc có, Việt Nam có, Ngọc còn có đại lý ở Úc nè, Nhật Bản nè, Hàn Quốc nè, Đài Loan, Canada cũng có luôn. Mình bất cỡ bất cứ chỗ nào muốn xài thử cái hàng này thì cứ nhắn tin vô cái trang YouTube hoặc là cứ gọi số điện thoại hoặc là nhắn trang vô cái trang Facebook giùm cho Ngọc ha. Trắng sáng da, mịn da, mờ đi những vết thâm vết nám. Mà còn da ai nhạy cảm quá mà bị thâm nám nhiều quá, uống dùm cho Ngọc thử cái viên uống trắng sáng da, mờ thâm nám, cân bằng nội tiết tố cho da của mình nha. Liệu trình từ 3 cho tới 6 hộp này. What you doing, baby? I wanna watch the phone. Hồi nãy con ba mới đọc sách xong hả? Mommy, I know how to read. Con biết không? Con đọc cho mẹ nghe coi. Sao con đọc cho mẹ nghe coi. One morning timber says. Rồi mẹ. I know how to read. Rồi con đọc cho mẹ nghe coi. Oh look. Say. One morning sao? Mẹ đọc chứ con cũng quên rồi. Đọc chữ mà quên, trời ơi. Đọc sách mà quên. Giống y chang, như là giống chay nó đọc học chữ giống y chang là better way ngày tháng năm. Xuống hàng. Thục vô hai phân gặp, dạ, gặp đấu hàng. Ông bà cô chú có coi dạ, cái phim này đâu. Ơi, mình chơi bắt cá được không? Nghỉ ngơi chút nữa rồi đi ngủ luôn, chứ không có bắt cá bắt tôm gì đây hết trơn. Rồi đi qua đây giường nằm mẹ nè, đi. Mẹ ơi mày, ngày mai mày đeo cái này. Ồ, ngày mai con muốn mẹ đeo cái đó đi lúc con quay phim á hả? Dạ. Vậy hả? Trời ơi. Rồi sao con kể cho ông bà cô chú rằng hôm nay con đi quay phim sao? Quay phim không vui. Không vui hả? Sao lý do sao không vui? Tại con không thích ở ngoài. À, con không thích ở ngoài, ở ngoài sân quá nhiều quá hả? Mà ở ngoài dạ. Đó hơn là ở ngoài đó mát đó nha. Dạ, con không ăn được. À, con đói bụng quá hả? Dạ, nãy giờ con bụng. À, không thích là tại vì cho đói bụng thì được đó, quay phim xong mà mẹ cho ăn rồi, cũng đầy đủ rồi, đúng không? Mẹ Sophie đã đi cho con ăn french fry mẹ ơi. Ồ vậy à hả? Yeah. Rồi ngày mai là mình tiếp tục mình đem theo đồ nữa ăn uống, cái bắt đầu mình quay thêm ngày thứ hai nữa ha. Dạ không. Không gì không cũng phải quay. Con bệnh rồi. Xạo à. Không. Lâu à.
Tôi nói tào lao không à. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thích cái video clip này. Like cho cái video, chia sẻ cho cái video, comment cho cái video này nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Bye bye. 10 minutes.